Một chàng trai nhìn thấy một cô gái đang ngồi một mình ở bàn đối diện, chàng trai nhếch miệng cười rồi buột miệng nói, nhìn kìa, cô ấy ngồi một mình uống trà chanh. Vừa nhìn thoáng qua, chàng trai nhận ra, cô gái đó có biệt danh là vị tiểu thư ngu ngốc, tên của cô ấy chính là Ân. Cô ấy có một cái tật là cứ nhìn thấy trai đẹp là mê tít mắt lại, bởi người ta nói, cái tội mê trai thì đầu thai mới hết, nhưng xem ra cô ấy có đầu thai cũng không hết được quá. Cái tật thứ hai của Ân đó là yêu sự giàu sang, hảo nhoáng, đối với cô ấy, tiền là thứ quan trọng nhất, hễ cứ nhìn thấy tiền là đôi mắt cô rực sáng, nói cười vui vẻ ngay. Là một quý tộc với dòng máu ngoại lai, cô ấy hành động một cách vô liêm sỉ, như thể không biết xấu hổ là gì. Cô ấy cũng đã trở thành trò cười cho cả đế chế, bởi sự vô duyên đến khờ khạo của cô ấy. Ân lang thang trên phố, trên tay cầm tờ báo hoàng gia, cô xem tin tức thì vô cùng phát hoảng. Những kẻ đi đường cũng nhiều chuyện, hóng hớt rồi bàn tán xì xào, nào là thật không ngoa khi cô ta bị gọi là kẻ ngốc, có người lại chế giễu cô ấy chính là nỗi nhục của dòng họ. Chàng trai thấy Ân như vậy thì khoanh tay nói với giọng chế giễu, đáng lẽ cô ấy phải cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, nhưng thay vào đó, cô ta luôn muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, thật đáng xấu hổ quá mà. Khi Ân quay mặt lại đối diện với chàng trai, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ấy khiến chàng trai thay đổi suy nghĩ, trở mặt còn nha hơn trở bàn tay. Đôi mắt màu hồng, mái tóc màu vàng óng ả thật khiến người ta say đắm. Rồi chàng trai nở một nụ cười, cô ấy quả thật đẹp như lời đồn. Rồi chàng trai quay sang nói với cậu bạn đi chung, ê, cậu nhìn nhỏ đó ngon không, để tôi sang thử tán tỉnh xem được không nhé. Cậu bạn đi chung đáp lời, cậu qua tán cô ấy sau khi cậu mới vừa lăng mạ chửi bới cô ta sao? Chàng trai cười đắc ý, ha ha, ai quan tâm chứ, bởi vì cô ta quá đẹp, chỉ cần như thế là được rồi. Nhìn thấy cô đang cầm chiếc thìa khuấy khuấy ly trà chanh, đôi môi chúm chím, bình thản đến lạ lùng. Chàng trai bước đến bàn Ơn ngồi rồi tự tin ngồi xuống đối diện, anh mở lời, chào người đẹp. Tại sao một quý cô lại ngồi ở đây một mình vậy, cô đang đợi chờ ai à? Ân giả vờ ngạc nhiên thốt lên, ôi trời, làm sao anh biết được là tôi đang tìm kiếm hình mẫu lý tưởng của tôi đó? Chàng trai hồn nhiên đáp lời, thật vậy sao, vậy hình mẫu của em là gì? Ân trả lời khiến chàng trai rơi vào trầm cảm, người đàn ông có thể cùng tôi sang thế giới bên kia á? Cả một bầu trời chuyển thành màu tím khi chàng trai nghe thấy câu trả lời của Ân, miệng anh chàng lắp bắp, khoan, em nói gì cơ? Ân trả lời, người đàn ông có thể cùng tôi sang thế giới bên kia. Anh không hiểu ý của tôi sao? Ý là nếu mà tôi ngõm trước, người ấy sẽ sẵn sàng để bị chôn sống cùng tôi dưới mộ luôn. Nghe đến đây chàng trai run rẩy đứng không nổi, cả bầu trời lúc này mây đen giăng kín. Rồi Ân nói tiếp, anh ấy là người sẽ cảm thấy đau đớn nếu tôi bị thương, và sẽ chết vì đau lòng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi. Đến đây thì chàng trai đứng hình toàn tập, câm nín không nói nên lời. Ân nói thêm, đó là tất cả những gì tôi mong muốn ở một người đàn ông. Tìm một người phù hợp với bản thân mình, đúng là khó hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nếu anh biết người nào phù hợp, hãy giới thiệu cho tôi nhé. Hay là anh muốn trở thành người đó luôn? Lúc này chàng trai vô cùng run sợ, có lẽ gặp phải quỷ chứ không có phải người rồi. Hai hàm răng lập cập va vào nhau răng rắc. Đến đây chàng trai vội vàng vịn bàn đứng dậy, miệng lắp bắp, tôi có việc phải đi trước, xin thứ lỗi. Vừa dứt lời chàng trai ba chân bốn cẳng chạy xịt khói, không dám ngoảnh mặt, biến mất không một dấu vết. Bỏ lại Ơn đờ đẫn, đôi mắt nhìn về phía chàng trai. Ơn thắc mắc, không hiểu mình đã nói gì sai mà người ta lại chạy thục mạng nhanh đến như vậy. Rồi cô dựa lưng vào ghế, miệng lắp bẩm, đương nhiên rồi, tôi không phải tiểu thư ngu ngốc Ơn, mà tôi chính là nữ ác nhân khét tiếng Okuana, và tôi Okuana là thủ lĩnh của tổ chức ngầm của vương quốc Mirim, và vào ngày vương quốc sụp đổ, tôi đã chiến đấu chống lại quân đội của đế chế Nephilim, và rồi tôi đã hy sinh trong trận chiến đó. Đó là những gì tôi nghĩ, và rồi cô nghiến răng, miệng lẩm bẩm, ha, cái nhiệm vụ chết tiệt. Ngươi muốn gì ở ta chứ? Bỗng nhiên lúc này, hệ thống lúc này thông báo. Nhiệm vụ tìm kiếm tình yêu đích thực. Nhiệm vụ đặc biệt, dấu ấn. Điều kiện hoàn thành, yêu một người đàn ông có sức ảnh hưởng lớn, người quyền lực nhất thế giới. Hình phạt, thu hồi linh hồn của tế phẩm không thể tái sinh. Thời hạn, 2 năm. Tôi không chỉ sống trong cơ thể của một người khác, mà tôi còn phải thực hiện cái nhiệm vụ chết tiệt này nữa, thật là nhàm chán. Nếu như mình không yêu được người đàn ông quyền lực nhất thế giới, thì mình sẽ ngỏm. Mà hiện tại ở vương quốc Nephilim này, chỉ có 3 người là phù hợp. Ứng cử viên đầu tiên chính là thái tử Kieres Zeloidat. Thái tử Kieres, trẻ tuổi và đẹp trai, thế nhưng vô cùng bẩn thỉu. Hắn là kẻ đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh, tàn phá vương quốc Mirim. Cái chết của tôi chính là do hắn gây ra, trong cuộc chiến mà hắn đã khởi xướng. Ứng cử viên thứ hai, chủ nhân ma tháp Ciel Zeheslan. Hắn mới đây đã trở thành tháp trưởng, một công tước trẻ tuổi của đế quốc Nephilim. Khuôn mặt thánh thiện, nhưng tâm hồn lại vô cùng đen tối. Kiếp trước, tôi đã đột nhập ngọn tháp của hắn, và cướp đoạt tất cả mọi thứ của hắn, cho nên bây giờ tốt nhất mình nên né hắn ra. Ứng cử viên cuối cùng, lãnh đạo bang hội thương nhân, Brayden Lo. Nằm trong top 3 những kẻ quyền lực nhất vương quốc Nephilim, hắn là người duy nhất không đối đầu với tôi trong kiếp trước, và là người đứng đầu gia tộc Lo, nổi tiếng với phong thái thanh lịch. Anh ta thực sự là ứng cử viên sáng giá nhất, không, mà là ứng cử viên duy nhất mới đúng. Thế nhưng, tại sao mình lại phải thực hiện cái nhiệm vụ này? Để thoát khỏi cái chết ư? Cơ thể Ơn cảm thấy bực bội, Khó chịu, cô lẩm bẩm, ai lại muốn làm mấy cái nhiệm vụ kiểu này nữa hả? Sự hồi sinh rắc rối này mình không cần, tại sao lại đưa nó cho mình chứ? Kể ra thì mọi chuyện bắt đầu từ vài tháng trước, vào đám tang của chủ cũ thân xác này, từ ngày mình, một ác nữ thức dậy, trong cơ thể vị tiểu thư ngu ngốc này. Đó chính là vào 1 tháng trước, từng tiếng chuông, trong nhà thờ vang lên đinh do ong. Khu nhà thờ nguy nga, nơi tổ chức các buổi lễ của các giáo đồ. Phía bên trong nhà thờ, giọng nói của hai người tổ chức tang lễ cho Ân, thật kỳ lạ khi không có người thân nào đến dự đám tang của một cô gái trẻ. Cô gái đó chính là Ân ngu ngốc, rồi cô gái kia nói với anh chàng làm cùng. Anh nói gì thế, đây chẳng phải là đám tang của Ân ngu ngốc đó sao, người mà luôn mặc chiếc váy hồng diêm dúa, và nổi tiếng là thường xuyên gửi thư tình cho những anh chàng đẹp trai. Cô gái kia cười lớn, ồ, giờ tôi nhớ ra rồi, chẳng phải Yeong Sik đã khóc và xé lá thư tỏ tình của cô ta sao? Thấy có tiếng động, Ân lúc này thầm nghĩ, ôi có chuyện gì mà ồn ào quá, mình đang ở đâu thế này? Và cái tên Ân, nghe khá giống nhưng hình như nó không phải là tên của mình. Ủa, sao mình ngửi thấy có mùi nào khó chịu vậy ta? Trước đây, mình đã ngửi thấy nó ở đâu rồi? Đây là mùi hương sao? Dứt dòng suy nghĩ, đôi mắt Ân bừng tỉnh, đôi mắt rực sáng. Ân hốt hoảng, tại sao cơ thể mình không thể cử động được chứ? Cứ có cảm giác như mình đã uống phải một loại thuốc gì đó, nó khiến cho cơ thể mình tê liệt, hai tay chắp trước ngực run rẩy không nói nên lời. Bỗng một giọng nói cẩu hai người tổ chức tang lễ vang lên, có vẻ những người đến đưa tang đều đến một cách miễn cưỡng, đúng không? Chàng trai đáp đúng, có lẽ vì bầu không khí ở thủ đô quá tệ chăng, cái tên Medina rất nổi tiếng nên họ đã cất công lặn lội đến đây, ngày nay danh tiếng của Medina đã giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, hôm nay, tôi thực sự muốn tiếc thương cho cô gái đó, rồi cô gái kia nói thêm, đó là lý do mà dù không có khách, anh cũng không muốn về sớm đó hả? Lúc này anh chàng mặc bộ đồ tang lễ gãi gãi đầu lắp bắp, ồ, bị lộ rồi, cô gái nói tiếp, vậy thì hãy làm kín đáo và quay về sớm nhé. Được thôi, lâu lâu mới có dịp này, cảm ơn tiểu thư Ân ngốc nghếch nhé. Lúc này, Ân đang nằm trong chiếc quan tài, Ân run lẩy bẩy nghĩ bụng, cái quái gì thế này? Anh ta không nhắc đến mình, mà cũng thấy bực bội là sao? Tuy nhiên, nhờ có những người đó, mà tôi có thể đoán được đại khái tình hình. Rồi cô ngước mắt lên nhìn trần nhà cao và được trang trí vô cùng tỉ mỉ. Mùi hương khó chịu và nồng nặc quá. Đôi mắt Ân rực đỏ, và điều nãy giờ tôi không nhận ra. Đó chính là, những đóa hoa được đặt trên cơ thể tôi. Điều này có nghĩa là tôi đã chết, khi bị bao vây bởi quân đội hoàng gia, đó là những ký ức cuối cùng được lưu lại trong tôi. Ân nhớ lại, khi đó, hàng ngàn lưỡi dao, mũi kiếm bay về phía tôi, và đây có thể là đám tang của tôi. Thế nhưng, đặt hoa vào quan tài người đã khuất, và bày tỏ lời than khóc, là phong tục tang lễ của hoàng gia cơ mà, họ đang nghĩ cái quái gì vậy? Họ tổ chức tang lễ cho mình theo phong cách hoàng gia, nhưng mình là tướng sĩ công quốc Mirim mà. Chẳng lẽ, mình đang ở trong cơ thể của một người khác sao? Quay trở lại hiện tại, hai người tổ chức tang lễ bỗng nhiên đứng khựng lại, không khí lúc này trở nên yên ắng đến lạ thường. Bỗng nhiên cô gái quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, chàng trai nói sao cô nhìn tôi vậy? Cô gái đáp, à, tôi nghĩ tôi nghe thấy tiếng ai đó nói từ hành lang. Chàng trai cười lớn, ha, ha, không thể nào, chắc do cô mệt quá đó. Cô gái cũng hùa theo, ha, 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 ừ, có lẽ là như vậy. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên phía cửa phòng, cánh cửa phòng chợt mở ra, hai người vô cùng ngạc nhiên nhìn về hướng cửa. Tiếng bước giày cao gót nện xuống nền nhà tạo nên những âm thanh kỳ quái, trong cái nhà tổ chức tang lễ, cô gái lẩm bẩm vẫn còn người đến viếng kìa. Cô gái mặc bộ đồ xanh tên là Mila, đến trước mặt hai người cúi đầu xuống, tỏ vẻ thương tiếc. Tôi là người giúp việc đã phục vụ người này, tôi đến đây để tặng hoa. Mila thể hiện nét mặt u sầu. Thấy vậy hai người chắp tay cung kính. Vâng, vậy chúng tôi sẽ lui ra để cô cảm thấy thoải mái hơn. Mila cầm một bông hoa trên tay, bước đến quan tài Ân. Lúc này Ân nghĩ bụng, có lẽ mình nên nhắm mắt lại nhỉ. Mila bước đến bên cạnh, nhìn Ân đang nằm đó, miệng Mila lẩm bẩm gọi, tiểu thư. Ngay sau đó, Mila thay đổi thái độ như người yêu cũ trở mặt, ả buông những lời nói cay đắng về phía Ân. Thậm chí cô còn không phải là một quý tộc, nhưng lại luôn phàn nàn về mọi thứ. Tôi đã rất vất vả để hầu hạ cho cô đó, cô biết không hả? Không thấy lời đáp, cô gái lại nói tiếp, vậy nên những viên ngọc cô đang cất giữ, tôi sẽ chăm sóc chúng thay cô nhé. Việc không bao giờ gặp lại gương mặt cáu gắt của cô, khiến tôi cảm thấy rất buồn đó. Nghe đến đây, Ân cảm thấy không thể chịu đựng nổi được nữa. Bất ngờ Ân mở tròn đôi mắt. Giọng Ân vang lên khiến Mila sởn da gà và sợ hãi, cô nói tôi tức giận đến nỗi phải tỉnh dậy luôn đó. Mila vô cùng ngạc nhiên, tôi đang ở đâu đây? Ánh mắt Mila vô cùng ngạc nhiên và e ngại. Mila hết hồn cái hồn còn nguyên, bật ngửa người về phía sau như con cào cào, miệng hét lớn, á, hai người nhân viên phục vụ trong nhà tang lễ ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì sao thưa cô? Nhìn thấy ánh mắt của Ân lúc này, ai nấy cũng để khiếp sợ. Ân bỗng nhiên ngồi bật dậy nhìn mọi người. Miệng cô lẩm bẩm hỏi, đây là đâu? Ai nấy lúc này đều vô cùng hốt hoảng, miệng thất thanh, chúa ơi người chết sống lại kìa, đó là ác quỷ xuất hiện kìa, trong đầu Ân chợt nghĩ, các người ồn ào vãi chưởng. Hửm, Ân đưa hai bàn tay mình về trước mặt mà nhìn. Trong đầu cô nghĩ bụng cái gì đây, đây không phải tay mình mà, tại sao nó lại mềm mại và nhỏ nhắn như vậy được chứ? Tiếng la hét lúc cành lớn, nhanh lên và đâm nó đi, hãy sử dụng thanh kiếm thanh tẩy để thanh lọc nó đi, hãy tiêu diệt ác quỷ. Rồi cô gái kia lẩm bẩm, mẹ, nhưng chúng ta không biết gì về trừ tà cả, thì làm sao mà sử dụng thanh kiếm gỗ này dược chứ, thanh kiếm này chỉ được dùng trong nghi lễ thôi mà. Những tiếng la hét của mọi người, khiến Ân nghĩ bụng, ôi trời ạ, đầu mình bắt đầu đau rồi, ôi Chúa ơi, hãy cứu lấy đế chế của chúng ta. Ân nghĩ bụng, mình phải lập tức rời khỏi chỗ này trước đã, rồi cô nói, thực ra, tôi chỉ định thử nó một lần vì tò mò. Hai người tổ chức tang lễ lúc này xém đái ra quần, miệng lắp bắp, thử cái gì cơ, chàng trai bên cạnh nói nhỏ với cô gái, tại sao cô lại đi nói chuyện với quỷ chứ, cô gái đáp, thì cũng phải xem sao đã. Ân đưa tay lên vuốt vuốt má rồi trả lời, tôi tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chết, nên tôi đã thử giả chết. Ba người này lúc này đứng đơ như cây cơ, miệng há hốc đứng nhìn, miệng câm nín không thốt nên lời. Chàng trai kia thấy vậy, hắn ta lấy hết sức can đảm rồi hỏi Ân, nhưng mà tim cô đã ngừng đập rồi mà ta. Ân đáp lời, trên đời này, có loại thuốc có thể khiến tôi rơi vào trạng thái tê liệt cơ mà. Cô giá kia hét lên, này cô đúng là điên rồ, chỉ vì tò mò mà cô dám đem cái chết của mình ra làm trò đùa sao? Ân khẽ cau mày cười, đó chỉ là một trò đùa vô hại thôi mà. Ánh mắt cảm thấy khó chịu, nhưng nhờ đó mà, tôi mới biết được bộ mặt thật của các người. Hai người phục vụ trong tang lễ lúc này mồ hôi đầm đìa, cơ thể cảm thấy bất an, trong đầu có chút hối lỗi. Ân nói tiếp, vậy thì, những gì tôi vừa nghe được khi nãy, lúc tôi đang nằm trong quan tài. Các người có muốn cùng kẻ điên này thảo luận về chúng ở tòa án không? Rồi điều gì sẽ xảy ra, nếu như thứ trưởng biết được các người dám bàn tán về người đã khuất trước mặt họ? Liệu các người có bị giáng chức, chỉ được làm việc cho các đám tang ở nông thôn không ta? À, chẳng lẽ các người cố ý làm vậy, để được đến đó làm việc hay sao nhỉ? Vậy tôi sẽ đi báo với thứ trưởng ngay. Hai người lúc này tim đập thình thịch vì sợ hãi. Đầu vã mồ hôi hột, miệng lẩm bẩm, tôi xin lỗi. Đến đây, ba người cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi và mong muốn được tha thứ. Ơn thấy mấy người ai nấy đều đứng ngơ người ra, không có phản ứng gì, cô đưa mắt lườm Mila rồi nói, cô đừng có đứng trố mắt ra mà nhìn nữa, còn không mau đến giúp tôi đứng lên. Mila lúc này cảm thấy vô cùng tội lỗi, mồ hôi rơi đầy trên mặt, vẻ sợ hãi hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt cô ta. Thấy vậy, Ơn nói tiếp, tôi muốn nhanh chóng đi rửa sạch đôi tai này, các người đã làm ô uế đôi tai của tôi, khi nghe những lời các người vừa nói. Ơn tay nắm chặt chiếc váy, cố gắng đứng dậy, Mila rón rén lê từng bước chân nặng nề bước về phía quan tài. Ả ta đưa tay đỡ Ơn dậy với nét mặt trắng bệch vì sợ hãi vô cùng lo sợ, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, bước từ trong chiếc quan tài ra, đôi chân loạng choạng, đứng không vững. Thế nhưng có một điều vô cùng ngạc nhiên đó chính là, tôi vẫn còn sống. Chuyển cảnh đến dinh thự nơi cô đang ở, bên trong căn phòng, từng âm thanh cót két vang lên dưới tác động của gió vào cảnh cửa sổ, nó cứ đóng vào rồi lại mở ra, nhìn rất sợ. Ơn ngồi trước gương thầm nghĩ, nhìn thì có vẻ to, nhưng nó cũng chỉ là một dinh thự đang xuống cấp mà thôi. Nghĩ cuộc đời này cũng thật là hờn hết sức. Ơn đưa tay lên chạm vào đôi má của mình, trẻ trung và xinh đẹp. Rồi cô nhìn bản thân mình vào trong gương, cô nghĩ bụng, cũng không hẳn là mình không thích thế cái khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp. Thế nhưng mà đôi tay này, liệu có cầm nổi dù chỉ là một con dao không nhỉ? Bởi vì nó quá mềm mại và yếu ớt, đôi mắt buồn rầu cô nghĩ, có lẽ trong thân xác này, mình cũng không phải cầm kiếm nữa. Bây giờ không phải là lúc cho chuyện này. Bây giờ mình đã khá quen với việc nhập xác này rồi, mình nên sắp xếp lại tình hình chút nhỉ, mình đã nhớ một vài chuyện xảy ra trong quá khứ. Dứt lời cô lấy ra một tờ giấy. Rồi Ơn nhớ lại ký ức kiếp trước của tôi là, Okuana, là một cô gái tóc đỏ cứng rắn và vô cùng mạnh mẽ. Hiện nay, một vương quốc bị phá hủy, còn được biết tới là đế chế tàn độc, công quốc Mirim. Chức vị cũ của tôi là lãnh đạo một tổ chức bí mật trong công quốc Mirim, biên nhiên sử giam. Và mình chắc chắn là đã hẹo. Rồi cô viết tiếp, vào cái ngày công quốc Mirim bị lật đổ, ký ức cuối cùng cho mình là trận chiến với quân đội đế quốc. Sau đó, trong đầu cô suy nghĩ, chủ nhân của thân xác tôi đã nhập vào Ân Medina. Cô viết những lời này ra một tờ giấy, bên cạnh đó, đế chế Nephilim dưới sự kiểm soát của hoàng thái tử Kieres, hiện đang là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Ân đến từ gia tộc Medina, một trong 10 gia tộc danh giá nhất đế chế. Nhưng cô lại bị mọi người biết đến, là một kẻ vô cùng ngu ngốc. Mẹ của cô, một người phụ nữ xuất thân từ giới thượng lưu. Nhưng cha cô lại là lính đánh thuê lang thang. Người đã bỏ trốn sau khi mẹ cô ấy sinh ra cô. Người mẹ đã qua đời, còn người cha thì đã biến mất sau khi để Ơn ở lại với gia đình cô ấy, gia tộc Medina. Ơn lẩm bẩm, trên thực tế, cô là một đứa trẻ mồ côi, và chỉ mang một nửa dòng máu quý tộc. Ơn giơ tờ giấy lên, sau một hồi đọc, cô thắc mắc, thế này thì chẳng khác nào đem con bỏ chợ chứ, bảo sao mình có mỗi một người hầu. Quá bực tức, Ơn cầm tờ giấy ném vèo đi nơi khác. Rồi cô nhớ lại, ở kiếp trước mình đã bị gọi là kẻ phản diện, bị nguyền rủa và đã trải qua đủ mọi khó khăn rồi, cô nằm xuống bàn than vãn, mà hiện trạng cơ thể mới bây giờ, cũng chẳng khá hơn là bao. Đôi mắt nhắm liền cô tự nhủ sao cuộc đời mình khổ vậy trời. Rồi cô chợt nhớ lại, nơi mà tôi lớn lên ông quốc Mirim, khắp nơi đầy rẫy những quái vật, những con quái vật vô cùng hung dữ, nó sâu xé đánh chiếm lẫn nhau. Bên cạnh đó còn có những con người mang trong mình sự ác độc và tàn nhẫn, với đôi móng vuốt sắc nhọn, và đủ các thể loại tội phạm. Đó là một đất nước, được gây dựng trên một vùng đất bỏ hoang, một quốc gia của sự ruồng bỏ. Những chiếc thuyền lênh đênh trên biển, vận chuyển hàng hóa cho bọn buôn lậu. Rồi bọn chúng còn tiến hành sản xuất dược phẩm trái phép. Và thậm chí còn là nơi duy nhất trên thế giới, ban hành chế độ nô lệ. Một thiên đường của tội ác. Và kiếp trước của tôi, khi còn bé tôi thuộc tầng lớp nô lệ hạ đẳng nhất, và bị đày vào ngục tối để khai thác đá ma thuật. Những con người khi bị đày vào đây đều trở thành thân tàn ma dại. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã học được kiếm thuật và trở nên mạnh mẽ hơn. Và cuối cùng tôi trở thành kẻ mạnh nhất công quốc, một bậc thầy tối cao. Cũng chính từ khi đó, cuộc đời của tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn. Bản thân tôi đang từ tầng lớp nô lệ thấp nhất, tôi trở thành một tướng sĩ cấp cao ở công quốc Mirim, và đảm nhiệm vị trí đứng đầu một tổ chức bí mật. Giá như, tôi có thể kể về cuộc đời tôi đơn giản như vậy. Kể cả sau khi trở thành bậc thầy tối cao, tôi vẫn phải tiếp tục làm nô lệ cho công quốc Mirim. Cho tới lúc trước khi tôi chết, tôi bị ràng buộc với công quốc, bởi viên tâm ngọc nằm trong ngực tôi. Những kẻ có viên đá này trở thành những nô lệ, và phải phục tùng bất kỳ mệnh lệnh nào từ chủ nhân, và nếu họ làm trái, họ sẽ phải chịu những cơn đau còn hơn cả địa ngục. Kẻ đứng đầu công quốc Mirim muốn kiểm soát tổ chức bí mật theo ý mình, nên chúng đã cấy tâm ngọc lên người tôi và đồng đội của tôi, nhằm biến chúng tôi thành nô lệ. Tưởng rằng như vậy là đã đủ bất hạnh, nhưng khi đế quốc Nephilim vượt biên giới và tuyên chiến, họ cho rằng nếu sở hữu cơ thể của chiến binh mạnh nhất công quốc Okuana và triệu hồi một con quỷ nhập vào đó, họ có thể chiến thắng trong mọi trận chiến. Nhận định nực cười đó đã đẩy tôi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. May mắn thay, cái kế hoạch kinh khủng ấy đã thất bại hoàn toàn. Lúc này tên tướng lĩnh nhìn thấy Ân thì liền toát mồ hôi hột mà hỏi: "Ngươi bằng cách nào?" Ân tay cầm thanh kiếm đang loang lổ vết huyết, từng giọt huyết rơi trên thanh kiếm, rồi cô hỏi: "Sao ngài lại sợ hãi như thể nhìn thấy ma vậy?" "Ta chỉ tới để nói lời cảm ơn thôi mà, ai mà biết được nghi thức triệu hồi quỷ đó lại thất bại và phá vỡ viên tâm ngọc trong cơ thể ta chứ." Rồi cô nhếch mép nở một nụ cười man dợ. Ân cầm thanh kiếm từ từ tiến về phía tên tướng lĩnh, hắn lắp bắp: "Từ từ, đợi một chút, nói chuyện đã." Ân, sự căm phẫn của Ân được hiện lên trong thanh kiếm, cô vung thanh kiếm lên, một nhát kiếm bay vào người hắn, khiến hắn tóc tai tung tóe, miệng hắn thất thanh: "Á, Okuana, sao ngươi có thể cứu tôi với?" Đây chính là một cơ hội ngàn năm có một, một khi xiềng xích đã được gỡ bỏ, tôi đã tiêu diệt toàn bộ những kẻ đứng đầu công quốc Mirim. Đó cũng chính là một khoảnh khắc trả thù đầy hưng phấn. Tuy nhiên, khi không còn sự lãnh đạo nào trong cuộc chiến, việc công quốc thua trận là điều không thể tránh khỏi. Dứt lời, Ơn đứng lên, trước đám đông binh lính và những người dân vô tội mạnh dạn tuyên bố: "Tất cả hãy nghe đây, những kẻ kiểm soát các ngươi đều đã chết, kể từ giờ phút này, các ngươi đã được tự do. Tất cả hãy chạy đi, ta sẽ là người mang đến sự kết thúc cho quốc gia này." Lúc này lá cờ của những tên lính bại trận của đế quốc cũng vì thế mà rách tơi tả, tôi đã giải thoát cho các đồng đội, còn bản thân mình thì ở lại công quốc. Trong trận chiến cuối cùng, tôi đã chống lại vô số binh lính đế quốc. Ơn đôi mắt đăm chiêu, nở một nụ cười hãnh diện, cũng khá là hoành tráng đó, chắc vậy. Trở về ký ức hiện tại, lúc này Ơn đang ngồi trước bàn trang điểm, nở một nụ cười tự mãn, hoặc chỉ có mình nghĩ thế. Đến đây cô bỗng nhiên đỏ mặt: ai mà nghĩ là mình sẽ sống lại cơ chứ, dù là nhập vào cơ thể người khác, biết thế thì mình đã chẳng ra vẻ hoành tráng làm cái gì, thật xấu hổ quá mà." Nhìn món ăn trên bàn, có một chiếc bánh và một quả trái cây bé tí tẹo, cô đập tay xuống bàn đến rầm. Mila vội vàng bước tới: "Thưa tiểu thư, cô lại định toan tính điều gì vậy? Quản gia và mọi người đều mong tiểu thư." "Ơn đừng phát điên, ăn nhanh dùm cái. Hả, cơ thể này cũng được gọi là Era à? Giống tên thân mật của mình ở kiếp trước, đến cả tên cũng na na nhau." Bỗng nhiên cô lấy bút ghi vào tờ giấy Ơn và Okuana. Nhìn thấy cô viết tên lên tờ giấy, Mila cười nhạo: "Cô có biết viết không đấy?" Ơn đứng dậy nhìn chằm chằm vào hầu nữ Mila. Hầu nữ ngơ ngác trước thái độ của cô. Mila đứng hình trong giây lát, cô ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Kiếp trước của tôi, Okuana và thể xác tôi đang nhập Ơn đều có một điểm tương đồng dù cả hai khác hẳn nhau. Chúng tôi đều có tên khá giống nhau và có cùng một tên thân mật. Từ khi nào mà cô bắt đầu gọi tôi là tiểu thư Ơn vậy? Liệu có mối liên kết nào giữa hai chúng tôi mà tôi không biết? Anna nói tiếp: "Từ khi nào mà cô bắt đầu gọi tôi là tiểu thư E thế? Có lý do đặc biệt nào để cô gọi tôi là E thay vì Ơn không?" Mila bịt miệng khúc khích cười đều: "À đúng rồi, bởi vì thứ thuốc nó gây hôn mê nên đầu óc của cô cũng lú lẫn rồi nhỉ. Cô bắt đầu nói sảng rồi hả?" Ơn vô cùng tức giận, nhưng cô đang cố gắng che giấu nỗi tức giận vào bên trong cơ thể, cố hết sức bình tĩnh. Ơn thở phào. Mila hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm vào Ơn. Mila chính là người hầu duy nhất của Ơn, và cũng chính là người đã ăn nói thô lỗ ở đám tang. Nhưng mấy ngày gần đây, có thể thấy cô ta là một nguồn thông tin hữu ích. Cô ta thích nói chuyện mà không biết giữ mồm mép, nên mình đã mua được rất nhiều thông tin. Tuy nhiên để có thể khiến cô ấy nói chuyện, không thèm suy nghĩ như vậy, tôi cũng cần phải thể hiện một chút khả năng diễn xuất. Ơn lúc này bỗng nhiên phá lên cười ha ha. Cô nói đúng, do tác dụng phụ của thuốc, tôi gần như chẳng nhớ gì về đám tang cả. Ơn gãi đầu bối rối, miệng lắp bắp: "Tôi thậm chí còn không nhớ, lúc đó các linh mục nói gì nữa." Mila thở dài nhẹ nhõm, hừm trong sự gượng gạo của Ân. Rồi Mila nói tiếp, cô bảo cô không thấy cái tên Ân, tên có đuôi này là cha cô đã đặt theo phong cách của những tộc người nhập cư. Cô đã nghĩ rằng, những kẻ trong đế chế sẽ thấy cái tên kỳ lạ đó, nên cô đã bắt chúng tôi gọi cô là tiểu thư E. Ân nhìn Mila nói, thì ra đó là lý do mọi người gọi tôi là E, giờ thì tôi nhớ rồi, hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt, trực giác của mình sai sao. Mila thở dài một tiếng rồi nói tiếp, với cả không khí trong thành lúc nào cũng như thế này, dù có xảy ra biến cố gì đi nữa, không biết liệu những người khác trong gia tộc sẽ tức giận ra sao. Ân ngước mắt lên nhìn Mila, rồi nói, những người khác trong gia tộc đâu rồi? Gia chủ đang ốm, những người còn lại thì đang ở khu nghỉ dưỡng. Ân căm phẫn bất ức, con gái qua đời, ấy vậy mà bây giờ hỏi, lại đang đi nghỉ dưỡng sao, gia tộc này đúng là không ra gì mà. Ân cảm thán nhìn Miu nói, cảm ơn đã nói cho tôi biết, trí nhớ của tôi sẽ không ổn định trong một thời gian, vậy nên trông cậy vào cô nhé. Mila đáp, vâng, nhưng trong đầu cô lại càu nhào, phiền quá đi mất, tôi đã bao việc rồi, mà giờ cô lại còn hỏi tôi, tất cả mọi thứ cô không nhớ nữa chứ. Tuy nhiên, Mila, bỗng nhiên Ân đứng dậy bước đến trước mặt Mila, nhìn chằm chằm vào mắt Mila và hỏi, cô có tình cờ thấy hộp đá quý của tôi không? Mila giật bắn người, vội vàng lắp bắp, hộp trang sức gì cơ, sao mà tôi biết được chứ? Nghe những lời này, Ân tức xịt máu tai, rồi Mila thanh minh, cô không tin tưởng một người nghèo như tôi, nên cô chẳng cho tôi chạm vào bất cứ thứ gì có giá trị cả, đặc biệt là sau khi tôi kể rằng, anh chị em của tôi đang thiếu tiền để ăn nữa. Ân đáp, đúng rồi, đúng là tôi đã làm thế. Thôi được rồi cô đi đi, và lần sau cô nhớ gõ cửa nhé. Mila quay lưng bước đi, miệng không quên nói, cô bảo tôi đừng có gõ cửa, không là nhà sẽ sập đó. Dứt lời, Mila đóng cửa đến rầm và buông một câu, mệt ghê. Còn lại mình Ơn, cô lẩm bẩm, thật ra, cô ta cũng khá ngốc nghếch nhỉ, cô ta hoàn toàn tin vào cái cớ rằng, mình mất trí nhớ là do thuốc, thì mình đúng là không có ký ức của Ơn, thế nhưng những gì mình nghe được ở đám tang, vẫn hiện ra rất rõ trong đầu mình. Lúc đó Mila đã nói, tôi sẽ chăm sóc tốt cho đống đá quý mà cô đang bí mật cất giữ nhé. Rồi Ơn nghĩ bụng, Mila chắc chắn đã cố gắng bỏ trốn, cùng với đống trang sức của mình ngay sau đám tang, nhưng việc mình tỉnh dậy có lẽ đã ngăn cô ta không kịp lấy chúng, cô ta chắc chắn đã liếc qua bên trong căn phòng. Mình đã tò mò về cái chỗ bí mật này, và đã rất cẩn thận dò hỏi cô ấy, có một chỗ bí mật đâu đó trong căn phòng này. Ân suy nghĩ một hồi lâu rồi nghĩ bụng, nếu mà là một chỗ khó tìm thấy ở căn phòng này thì... Mắt Ân đảo như giang lạc khắp căn phòng, rồi cô bất chợt dừng lại ở một vị trí dưới gầm giường, Ân tháo viên đá đang cài trên đầu xuống, và lẩm bẩm, để mình kiểm tra thử xem sao. Viên ngọc trên tay cô bỗng nhiên phát sáng lấp lánh. Ân nhẹ nhàng thả nó xuống đất, viên ngọc trên mặt đất nhảy lung tung khắp cả căn phòng. Và rồi điểm cuối cùng nó dừng lại, chính là vị trí tại chỗ gầm giường. Ơn đôi mắt rực sáng, nở một nụ cười tươi tắn, ha ha, nhìn này. Đột nhiên phía trước giường bỗng nhiên có tiếng động gót két. Ơn nhẹ nhàng bước đến, liệu thứ gì có thể khiến một tiểu thư quý tộc phải mất công giấu ở một chỗ bí mật như thế này chứ nhỉ? Và ai đã làm ra một cánh cửa bí mật công phu như thế này chứ nhỉ? Ơn từng bước rón rén bước theo cánh cửa bí mật, cô đi xuống một tầng hầm, không gian im ắng, bóng đen bao trùm toàn bộ căn hầm. Rồi cô nghĩ bụng, một không gian bí mật bên dưới lòng đất, bọn họ đúng là nham hiểm thật. Rồi cô nhìn thấy một chiếc đèn đang treo trên tường, cô nghĩ bụng, làm gì ta, trước hết, mình phải thắp những cái đèn ma thuật này đã. Khi chiếc đèn bật sáng, Ơn len lỏi bước theo ánh sáng phía hành lang căn hầm bí mật, cái gì đây chứ? Đôi mắt Ơn tròn xoe, cô nhìn về phía trước mặt, trên mặt đất là lông của con chim bị hiến tế, và có rất nhiều những vết màu đỏ còn sót lại, những vết đỏ này trông như những vết máu, nó đọng lại trên mặt đất và trên thành của bức tường hầm. Nhìn căn phòng ma quái, với những hình thù kỳ dị, Ơn nghĩ bụng, đây là một nghi thức triệu hồi quỷ sao. Bỗng nhiên đôi mắt cô đứng yên, nhìn về hướng trước mặt, như phát hiện ra một điều gì vô cùng quan trọng, Ơn ngạc nhiên, gì cơ, chờ đã, thứ này. Đó không phải là máu, mà là vết sơn sao. Rồi Ơn tay cầm con dao, cắm cây xúc xích trên đó, miệng lẩm bẩm, ha ha, đây cũng chỉ là một cây xúc xích thôi sao, thế mà mình cứ tưởng nó là một thứ gì đó đáng sợ lắm cơ chứ. Rồi bỗng nhiên, Ơn lại đứng hình một lần nữa, cái căn hầm này sao có quá nhiều thứ kỳ lạ vậy nhỉ? Ơn phát hiện ra, con dao này là thật, nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ như nó là một thứ vô cùng đắt tiền. Chỉ cần nhìn cùng biết, có vẻ họ đã thực sự muốn triệu hồi một con quỷ khổng lồ. Nhưng kể cả khi những thánh vật này là hàng thật, thì không thể nào triệu hồi được quỷ bằng một nghi thức dởm như vậy được. Ơn rón rén bước tiếp, đang bước đi, bỗng nhiên cô dẫm lên một tờ giấy bị cháy lem nhem. Ơn cúi xuống cầm lên xem, cô phát hiện đây chính là một bức thư, cầm bức thư trên tay, cô chăm chú đọc. Và cô vô cùng hốt hoảng, khi phát hiện ra, đây là... Rồi hình ảnh Ơn trên tay cầm chiếc bút, viết lên tờ giấy mà cô đang cầm. Tôi Ân xin được hiến tế để cầu nguyện một điều ước. Tôi muốn yêu chàng trai tuyệt nhất thế giới, và có một mối tình tốt đẹp. Và tôi cũng sẽ trở thành vị tiểu thư tuyệt vời nhất thế giới. Viết xong cô vội vàng gấp nó lại, và đóng dấu đỏ niêm phong lên. Lá thư cầm lá thư lên tay cô lẩm bẩm, xin hãy giúp tôi thực hiện ước nguyện này. Và tôi không muốn bị ai phát hiện. Quay trở lại thực tế khi Ân cầm bức thư trên tay, miệng cô lẩm bẩm, gì đây, cứ như con nít viết vậy. Ân ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, bỗng nhiên một âm thanh vang lên khiến cô vô cùng ngạc nhiên, đây là cái gì nữa chứ? Bỗng nhiên bảng hệ thống phát ra thông báo, Ân chăm chú đọc, bạn có muốn hoàn thành ước nguyện của mình không? Ân đáp, không, cô nghĩ bụng, làm sao mình có thể hoàn thành, trong khi mình còn chẳng biết nó là gì chứ? Rồi hệ thống lại phát lên thông báo, việc không chấp nhận sẽ bị coi là vi phạm khế ước, bạn sẽ chấp nhận hình phạt chứ? Ân hét lớn vào cái hệ thống, hình phạt, người nói cái quần què gì thế, ta không muốn làm bất kỳ cái nhiệm vụ nào hết, và ta cũng chẳng muốn nhận hình phạt nào cả, bực mình thật chứ. Dứt lời, một giọng nói của một cô gái vang lên, khiến Ân vô cùng hốt hoảng, có cố gắng cũng chẳng ích gì đâu. Ân quay ngoắt về phía phát ra giọng nói mà hét lên, hả, ai đấy hả? Rồi cô khựng lại trong giây lát khi nhìn thấy người trước mặt, Ân vội vàng lắp bắp, anh là ai? Chàng trai từ từ bước đến, miệng nhỏ nhẹ, rất vui được gặp cô. Rồi chàng trai lịch sự cúi chào giới thiệu, tôi là Sotus, thành viên trẻ tuổi nhất của cố gia tộc Masin. Đôi mắt đỏ rực, chàng trai nhìn cô và nói xin hãy gọi tôi là Ion. Ân bước đến trước mặt nhìn chàng trai, cô lẩm bẩm Sotus, sao cái tên đó nghe quen quá. Rồi hình ảnh người đàn ông bí ẩn xuất hiện và nói, ta sẽ triệu hồi quỷ thần Sotus vào cơ thể ngươi. Là chiến binh mạnh nhất của công quốc chúng ta, người sẽ hy sinh một cách huy hoàng. Ân thốt lên, hóa ra là anh, là vị quỷ thần đã cố chiếm hữu tôi sao? Sotus đôi mắt nhắm hờ, vẻ ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt của anh ta. Rồi Ân nói tiếp, mặc dù khuôn mặt của anh ta trông có vẻ ngây thơ, nhưng anh ta vẫn là một quỷ thần, trong thâm tâm của Ân lúc nào cũng phải cảnh giác và giữ khoảng cách với hắn. Rồi cô hỏi tiếp, có phải anh chính là người đã cho tôi thấy thứ kỳ lạ đó không? Hắn vỗ tay tươi cười nói, vâng, thưa quý khách. Ân lúc này đùng đùng nổi giận, cô nghĩ bụng, quý khách cái khỉ họ gì chứ, nghe chối tai quá. Rồi cô cũng trấn ai, lấy lại bình tĩnh, anh đang gọi ai là quý khách vậy, mà thôi kệ đi, cứ giải thích tình hình này đã, vâng, tôi sẽ giải thích ngay đây, thưa quý khách. Rồi hắn bắt đầu bi bô bô, bây giờ cô đang ở trong cơ thể của cô ấy, cô chính là Okuana người đã bị hiến tế cho tôi 6 tháng trước. Ân há họng ngạc nhiên, đừng nói với tôi bây giờ anh đến để thu thập linh hồn cho tế lễ đấy nhé, anh cũng biết nghi lễ đó đã thất bại rồi mà. Hắn đưa tay lên gãi gãi vào khóe mắt, đúng là nó đã thất bại, vậy nên tôi mới chỉ được triệu hồi một nửa thôi. Trong 6 tháng, tôi đã bị mắc kẹt trong cánh cổng giữa quỷ giới và nhân giới. Nghe có vẻ tệ đó, rồi cách đây không lâu, có người đã thực hiện nghi lễ khác để triệu hồi tôi. Nên anh đã thoát khỏi cổng sao, ngay cả khi vòng tròn triệu hồi, được vẽ bằng sơn và một miếng xúc xích được gắn trên thanh kiếm sao? Hắn lắp bắp, tôi thực sự chỉ muốn thoát ra thôi. Rồi Ân nghĩ bụng, một nghi lễ tệ hại và một tên quỷ thần tệ hại, sự kết hợp hoàn hảo mà. Đôi mắt buồn rầu, hắn nói tiếp, nhưng niềm vui cũng chẳng được bao lâu, bi kịch lại xảy ra ngay sau đó. Ân, chủ nhân ban đầu của cơ thể đó, đã chết vì lên cơn đau tim trong khi triệu hồi tôi. Cũng đúng, nếu một người bình thường, đột nhiên thành công triệu hồi một quỷ thần, việc họ không kiểm soát được sức mạnh, và chết là điều đương nhiên thôi. Mà khoan, chờ chút đã. Vậy thì tại sao tôi lại ở trong cơ thể của một người đã chết? Hắn giải thích, trước tiên tôi cần giải thích về hệ thống của quỷ giới đã. Rồi bắt đầu hắn nói bi bô bô, tràn lang đại hải. Các quy tắc của nghi lễ triệu hồi phải được thực hiện mà không có ngoại lệ. Thứ nhất, ai đó phải hy sinh linh hồn để thực hiện nghi lễ triệu hồi. Thứ hai, quỷ thần đáp lại lời triệu hồi và sẽ ban tặng một điều ước. Thứ ba, quỷ thần nhận lại linh hồn vật hiến tế và trở về quỷ giới. Một khi điều ước được chấp thuận, tôi phải thực hiện nó để trở về quỷ giới. Và tôi đã bị mắc kẹt ở bước thứ hai. Rồi, tôi hiểu rồi. Dứt lời giơ giơ ngón tay lên, đá một mắt về phía hắn, nên anh chỉ cần thực hiện điều ước mà Ơn viết trong thư thôi. Vậy thì chúc anh may mắn, tôi phải đi đây. Dứt lời, Ân vội vã quay lưng bước đi, nhưng làm gì có cơ hội trốn thoát khỏi hắn chứ, hắn vội vàng kéo áo cô lại, thưa quý khách, cô định đi đâu vậy? Ân quay lại, hắn nói, nhìn kỹ vào cơ thể tôi đi, cô không nhận thấy có gì kỳ lạ sao? Ân nhìn một lượt từ trên xuống dưới, có gì kỳ lạ chứ? Rồi ánh mắt cô bàng hoàng, sáng quắc, trời đã. Với một quỷ thần có sức mạnh như thần thánh, tại sao tôi không cảm nhận được gì cả? Hắn cười cô đã nhận ra rồi phải không? Thưa quý khách, thật ra, tôi... Rồi hắn gãi gãi đầu. Nói theo cách của người kinh doanh, thì tôi đã phá sản. Ơn trêu chọc, ủa, chứ anh học được thứ tiếng lóng của con người ở đâu thế hả? Hắn khẽ cười, dù sao thì, khi Ơn, nguồn sống duy nhất của tôi chết đi, tôi đã rất hoảng sợ và... Anh đã cố gắng hồi sinh cô ấy sao? Vâng, nhưng linh hồn của Ơn đã không quay lại, thay vào đó, cô đã nhập vào cơ thể đó. Rồi hắn bối rối nói tiếp, theo thuật ngữ ngành, cái này được gọi là double book, việc thực hiện mong ước và thu hồi vật tế sẽ được xử lý riêng, mong ước của cô Ơn và linh hồn của Okuana. Tôi đã không cầu nguyện hay thực hiện nghi lễ nào hết. Ơn lúc này có cảm giác lo lắng. Vậy tất cả những điều này liên quan gì đến tôi chứ? Rồi hắn chỉ tay xuống dưới lá thư đang cháy dở, được cô ném xuống dưới đất khi nãy và nói, ở đây. Cô ngước nhìn xuống, ở dưới này ư? Hắn nói tiếp, nếu cô thực hiện điều ước của cô ấy, tôi có thể trở về. Ơn nhớ lại nội dung bức thư, rồi cô hỏi, điều ước của cô ấy, ý anh là, tình yêu đích thực và quý cô hoàn hảo, phải không? Hắn cười tươi vỗ hai tay vào nhau bôm bốp, miệng khen tấm tắc, rất thông minh, vì tôi đã cứu cô, nên cô cũng phải giúp tôi chứ. Ân sững sờ, đứng hình trong giây lát, dù cô có muốn hồi sinh hay không, thì giờ đây cô vẫn đã sống lại, và trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả, cô hiểu chứ? Đúng lúc này, hệ thống hiện lên bảng thông báo, nhiệm vụ, tìm kiếm tình yêu đích thực. Nhiệm vụ đặc biệt, dấu ấn. Điều kiện hoàn thành, yêu một người đàn ông, có sức ảnh hưởng lớn, người quyền lực nhất thế giới và hình thành dấu ấn. Hình phạt, thu hồi linh hồn của tế phẩm, không thể tái sinh. Thời hạn, 2 năm. Nghe xong Ân lắp bắp, sức ảnh hưởng lớn. Viễn cảnh nhiệm vụ hiện lên trong đầu cô là một mớ hỗn độn. Cô nghĩ lại trong bức thư mà Ân viết ở kiếp trước, tôi muốn yêu chàng trai tuyệt nhất thế giới và có một mối tình tốt đẹp, phải chăng là người đàn ông vĩ đại được nhắc đến trong bức thư? Đúng vậy, đó phải là người đàn ông vĩ đại nhất, là người có địa vị cao nhất trong thế giới loài người. Rồi hắn hỏi cô, có vấn đề gì sao? Ân cười lớn, ha ha, vấn đề ư, tất nhiên là có rồi. Người đàn ông quyền lực nhất đế chế, đều là những người mà tôi biết, và tôi đều có một lịch sử đen tối với mỗi người. Nói tóm lại, nếu tôi không thể quyến rũ và hẹn hò thành công với kẻ thù trong quá khứ của tôi sẽ chết. Và việc tái sinh là không thể, và cả dấu ấn. Hắn cười vui, ra hiệu, cô đã biết dấu ấn là gì sao? Thưa quý khách của tôi, cô thật giỏi. Dứt lời, cô túm cổ cáo hắn hỏi, cho tôi hỏi thăm sức khỏe răng miệng của anh chút nhé. Anh muốn tôi in nắm đấm của mình lên mặt không hả? Miệng hắn lắp bắp, xin lỗi mà. Dấu ấn là một lời thề tình yêu, được hình thành bởi những con quỷ cấp cao. Quỷ cấp cao có bản năng tàn sát, nên khi họ tìm thấy tình yêu, họ tạo lên một dấu ấn để tránh làm tổn thương nhau. Qua đó, họ chia sẻ nỗi đau và cảm xúc của nhau, họ sẽ mãi ở bên nhau. Nếu họ đánh mất đối phương, người còn lại sẽ sống trong sự đau khổ đến khi chết. Vì vậy, trên thực tế, nó được coi là mối liên kết hoàn hảo nhất. Rồi Ơn nghĩ bụng, không phải, về cơ bản nó giống như một khế ước chết chóc sao? Và anh bảo tôi tìm ai đó để cùng làm việc này à? À thì, xét về tính chất đặc biệt của sứ mệnh này thì, chúng ta đã thu hẹp các ứng cử viên xuống còn những người đàn ông quyền lực trong đế chế. Đây là những gì anh muốn tôi làm sao? Về cơ bản thì anh đang bảo tôi đi chết đi, phải không? Ôi trời, cô nắm bắt khá nhanh đó, cũng tại, có một số ứng cử viên có ác cảm với cô mà, nhưng, tôi đã chuẩn bị một thứ nữa cho cô. Với một sứ mệnh khó thế này, thì phải có phần thưởng to lớn, phải không? Tôi đã mất nhiều thời gian để liên kết với quỷ giới, kết quả là, nếu cô thành công trong sứ mệnh này, chúng tôi đã quyết định, cho phép cô tận dụng phần còn lại của sự hồi sinh miễn phí, mà không lấy đi linh hồn của cô cũng biết hồi sinh ai đó là rất khó mà, phải không? Và, nếu tôi thất bại, anh sẽ vẫn lấy đi linh hồn của tôi. Thưa quý khách, từ góc nhìn của chúng tôi, việc hoàn thành nhiệm vụ này là không cần thiết. Đặc biệt là, linh hồn của một cá nhân xuất sắc như cô, rất được săn đón trong giới của chúng tôi. Nên nếu sứ mệnh này kết thúc trong thất bại, linh hồn tuyệt vời ấy, sẽ thuộc về tôi. Ơn nói tiếp, vậy bây giờ, những người đã hiến tế tôi, là những người trong công quốc Mirim và Ơn là người đã cầu xin điều ước. Nhưng người phải chịu mọi trách nhiệm lại là tôi sao? Lúc này, Okuana quay sang chất vấn hắn, này, Ân, anh nói anh đã mất hết sức mạnh phải không? Ân ngại ngùng gãi đầu gãi tai nói, đúng rồi á, vậy, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh và tôi đánh nhau? Ân nóng trong người, máu dồn lên não, mặc dù cơ thể này yếu đuối một cách nực cười, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn có thể dễ dàng hạ anh. Ân cười lớn, dù đây mới chỉ là lần làm nhiệm vụ đầu tiên của tôi ở nhân giới, nhưng chẳng phải cô đang đánh giá tôi quá thấp rồi sao? Nó có thể là một kết thúc tồi tệ với cô đấy, ai mà biết được chứ? Ân lúc này gãi đầu gãi tai, tất nhiên là, tôi sẽ thua hoàn toàn. Thưa quý khách, cô đừng có đùa kiểu như vậy chứ, Okuana nghĩ bụng, tên này bị ngốc hả trời. Ân chỉ tay vào mặt Ân với thái độ khiêu khích, này, nếu anh muốn ăn đấm thì thử gọi tôi là khách hàng lần nữa xem. Ân lắp bắp, vâng, vậy thì ít nhất hãy để tôi gọi cô là ngài nhé, bây giờ, hãy nhanh chóng hình thành dấu ấn với mục tiêu, và tận hưởng sự hồi sinh miễn phí nào, sự hồi sinh này là cơ hội ngàn năm có một đó. Dứt lời, Ân bị Okuana tẩn cho một phát vào đầu khiến hắn kêu oai oái, còn về phần Okuana... Cô gãi đầu thắc mắc, vậy, làm cách nào để tôi hình thành dấu ấn đây? Chẳng có cách nào sao, nghĩ một hồi. Bỗng nhiên đôi mắt cô bừng sáng, hệ thống xuất hiện thông báo, cô thắc mắc, cái này là gì đây? Trên bảng tin thông báo xuất hiện một cái mũi tên màu xanh, cô đưa tay ấn vào nó. Bỗng nhiên màn hình lóe sáng khiến cô giật nảy mình. Rồi màn hình xuất hiện một dấu ấn, một kết tinh ma lực. Ân vươn cánh tay ra chỉ về hướng bảng thông báo của hệ thống, đây là điểm đánh dấu của dấu ấn, và nếu đáp ứng đủ điều kiện để đánh dấu với người khác, biểu tượng sẽ chuyển sang màu đỏ. Đến đây Ân đưa tay vào bên trong màn hình hệ thống, và nói cô kéo lấy cái dấu ấn đấy ra là được. Dứt lời, Ân cười vui vẻ, rồi hắn nói tiếp, sau khi lấy ra rồi, chỉ cần cấy nó vào cơ thể của người đó, quá dễ đúng không? Tất nhiên, cô cần sự chấp thuận của người đó nữa. Ân tiếp tục chỉ trò trò vào cái màn hình hệ thống rồi nói tiếp, và, cô có thể liên lạc với tôi bằng cách nhấn vào biểu tượng, có 3 cái dấu hỏi chấm ở đây, xin hãy sử dụng nó cẩn thận, giờ thì, tôi đã giải thích xong cách thực hiện, và điều kiện rồi, tôi đi nhé, ngài Okuana, cố lên. Chưa kịp nói xong, Okuana quát lớn, Đứng lại. Đôi chân Ion bỗng nhiên bất động, không di chuyển thêm chút nào nữa. Ân tay cầm con dao, điên cuồng phi tới tấn công Ion. Cô dường như lúc này đã mất đi tri thức, mất kiểm soát, mũi dao cứ thế mà tiến về phía Ion. Đôi mắt Ion tròn xoe, đỏ rực, sợ hãi muốn ẻ ra quần, hắn hét lớn, "Ngài Okuana, tại sao đột nhiên cô lại thế này chứ? Làm ơn tỉnh lại đi." Dứt lời cũng là lúc mũi dao của cô khựng lại trước ngực Ion. Đây là tất cả điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ sao? Mong muốn của Ân có tận 2 điều, vậy mà chỉ có một điều kiện duy nhất thôi sao? Anh không đùa với tôi đấy chứ? Ion ngước mặt lên trời lẩm bẩm, cô suýt nữa rớt chớt tôi đó. Cầm con dao trên tay nhìn ngắm, cô nói tiếp, và tôi thực sự rất tò mò. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi giết chết quỷ thần? Ion khẽ khom người xuống nhìn cô. Okuana nói tiếp, nếu như vậy, có lẽ tôi sẽ không cần phải hoàn thành nhiệm vụ này, đúng chứ? Nghe cũng không tệ đâu, Ion đáp lời, vậy sao? Rồi hắn nghĩ bụng, trí thông minh tuyệt vời, lại còn là một trong các bậc thầy tối cao. Quả là một linh hồn quyến rũ. Bỗng nhiên Ion cười lớn, một nụ cười đầy sợ hãi, nhìn cô hắn nói, linh hồn của cô, thực sự rất hấp dẫn. Dứt lời cũng là lúc một cú vung tay của cô, đấm thẳng vào trán của hắn đến bóp, khiến hắn vô cùng đau đớn. Vừa ôm đầu hắn vừa lẩm bẩm, sao cô lại đánh tôi? Việc khát khao những linh hồn đẹp là bản năng của loài quỷ mà. Linh hồn của ngài Okuana thật sự rất đẹp, cô đáp lời, vậy sao? Còn bản năng của tôi là đánh những người có hành vi không đứng đắn. Bị ăn đấm, trên đầu đau nhức, Ion vừa xoa xoa đầu vừa nói, ôi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ thêm cho cô một thứ nữa, bình tĩnh đã. Okuana hỏi, thứ gì? Một âm thanh phát ra từ 2 ngón tay của Ion, tách, hệ thống lúc này bỗng nhiên xuất hiện, độ hảo cảm âm 100/1000. Danh tiếng ư, sao nó trông thấp vậy nhỉ? Rồi cô nhoẻn miệng cười nói, không đời nào lại như vậy được. Ion nhìn cô, đúng vậy, điều ước của Ân chính là trở thành một quý cô hoàn hảo, và yêu người đàn ông tuyệt nhất trên đời này. Okuana cắt ngang, nên, để hoàn thành sứ mệnh này, tôi cần phải có địa vị trong xã hội, và danh tiếng, có thể sánh ngang với những tên đàn ông được chọn làm ứng cử viên, đúng không? Ion gãi đầu thở dài, có thể nói là vậy, rồi hắn nghĩ, thật sự không thể tin được là tôi đã tiết lộ mọi thứ. Dứt lời, Ion vụt biến mất như chưa từng có mặt, bỏ lại một mình Okuana đứng trơ chân nhìn. Hắn nói thêm, thật sự không còn điều kiện nào nữa đâu, nên yên tâm nha. Vậy thì, tôi đi đây. Đôi mắt Okuana bỗng nhiên rực sáng. Cô nghĩ, vậy là cuối cùng, cần phải có một nhiệm vụ phụ, để tăng danh tiếng đúng chứ, nếu mình không nhận ra rằng, điều kiện của sứ mệnh này kỳ lạ, thì mình có thể đã thất bại và chết. Kiếp trước, mình phải sống như nô lệ và trải qua đủ mọi khó khăn, đau đớn, mình đã quét sạch mọi ngục tối và chiến đấu, mà không gặp bất kỳ thất bại một lần nào. Đầu óc cô lúc này rối bời, cô lẩm bẩm, chưa bao giờ mình nghĩ, lại có ngày mình phải thực hiện cái nhiệm vụ tình yêu kiểu này, nhiệm vụ này thực sự kỳ lạ và khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng. Chuyển cảnh đến bên ngoài căn nhà, nó vẫn yên bình đến lạ thường. Cô ngồi một mình trong khu vườn, chăm chú nhìn vào tờ giấy và câu bút trên bàn, cô nghĩ, mình cần phải xem xét lại lần nữa mới được. Tất cả những người quyền lực trong đế quốc, ứng cử viên cho việc kết ấn, đều là những người mình biết ở kiếp trước, bậc thầy tối cao là những người đã đạt được vòng tròn ma thuật thứ 9. Vòng tròn ma thuật là một dạng ma lực bao quanh vật chủ, khiến người đó trở nên mạnh hơn. Kiếm sĩ biến vòng tròn ma thuật thành một sức mạnh gọi là Orun và sử dụng nó, trong khi các pháp sư biến nó thành mana để sử dụng. Kiếm sĩ đạt đến vòng tròn thứ 9 còn được gọi là bậc thầy kiếm thuật, và pháp sư bậc cao còn được gọi là bậc thầy ma pháp. Tất nhiên, cũng có những kiếm sĩ ma thuật như tôi, tinh thông cả 2 thứ đó. Dù sao thì, có tổng cộng 3 bậc thầy tối cao ở đế quốc Nephilim. Thái tử, Kieres Zeloidat, chủ nhân ma tháp, công tước Ciel Zeheslan, chỉ nhân thương hội, bá tước Brayden Lo. Cô lần lượt viết tên 3 người đó lên giấy, trong số các ứng cử viên hiện có, chỉ có bá tước Brayden Lo là phù hợp nhất, bởi lẽ vì mình và Brayden không có thù hằn gì đặc biệt. Đúng lúc này, Mila mang đến một ly nước đặt mạnh xuống bàn, nước bay tung tóe. Nét mặt Mila trở nên u ám lạ thường, cô ta hằn học, đã đến giờ thưởng trà, sao cô lại ngồi đây hả? Ả đưa tay chống lạnh rồi nói tiếp, uống nhanh cho tôi còn làm việc khác, không ai rảnh đâu mà ngồi đây hầu hạ cô. Okuana lúc này tức sôi máu, nhưng cô vẫn phải dặn lòng, bình tĩnh lại, lý do để mình chịu đựng cô gái kiêu ngạo này, chỉ là để hiểu rõ tình hình xung quanh thôi. Bây giờ mình đã hiểu rõ tình huống hiện tại rồi. Rồi Okuana nở một nụ cười trên môi, nghĩ bụng, cũng đã đến lúc giáo huấn con nhỏ sắc sược này một trận rồi. Nhìn thấy tự nhiên Okuana nở nụ cười như khinh bỉ sau những lời mình nói, Mila tức ói máu, vẻ mặt đó là sao đây, cô cười vậy là có ý gì chứ hả? Dứt lời, Okuana từng bước tiến về phía Mila, miệng nhỏ nhẹ, Mila à. Khi đã 4 mắt nhìn nhau, Mila thay đổi thái độ ngay tức khắc, miệng lắp bắp, cái gì? Ánh mắt của cô là sao đây? Nếu cô còn tiếp tục như này thì tôi sẽ... Sao? Cô định làm gì cơ? Cô nói lại tôi nghe xem. Thái độ trả lời dứt khoát, từng câu từng chữ chắc nịch khiến Mila sợ vãi linh hồn, khung cảnh lúc này nóng hẳn lên. Đôi tay run rẩy nắm chặt như muốn rách chiếc váy đang mặc trên người, miệng run run, gì vậy chứ? Trong đầu ả là cả một bầu trời u ám, sự chớp chóc đáng sợ. Mila nghĩ bụng, mặc dù tiểu thư chỉ mới nhìn mình thôi, nhưng sao mình có cảm giác đau quá, cái ánh mắt này thật đáng sợ. Okuana nói tiếp, có phải cô cảm thấy kỳ lạ lắm đúng không? Dứt lời, cô chỉ tay về phía Mila, cơ thể con người có rất nhiều điểm yếu, nếu tôi nhấn nhẹ vài điểm bằng ma lực. Miu cảm thấy toàn thân đau đớn, khó chịu. Những cơ quan nội tạng của cô, tôi có thể dễ dàng hủy hoại chúng. Trong đầu Mila thắc mắc, ma lực, tiểu thư biết sử dụng ma lực từ khi nào chứ? Đôi mắt Okuana lúc này rực đỏ, cô nghĩ bụng, thực ra phép này không đủ ma lực để gây hại đến cơ thể của cô ta, mà chỉ có thể dọa cô ta chút thôi, tiện thể. Mình cũng có thể cảm nhận được ma lực của Ân hoạt động tốt ngoài mong đợi. Đột nhiên, Mila quỳ sụp xuống đất, ôm gấu váy của Okuana mà năn nỉ van xin, tiểu thư. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Okuana hỏi, hôm qua cô đã nói gì với tôi nhỉ? Đôi mắt tròn xoe có chút sợ hãi, hả, hôm qua? Dứt lời, Mila nhớ lại những diễn biến ngày hôm qua, lúc đó Mila đang chải tóc cho cô, miệng Mila nói, tiểu thư, không có ai ngoài tôi sẽ chăm sóc cho cô đâu, biết điều thì ngoan ngoãn vào. Khuôn mặt Okuana tức đen mặt, Mila nói tiếp, cô không muốn lại bị gia chủ Soga trách phạt nữa, đúng chứ? Trở về hiện tại, đến đây, Mila run lẩy bẩy, miệng lắp ba lắp bắp trông thật thảm hại, hu hức. Lúc đó, chắc là tôi bị điên rồi. Rồi Okuana hỏi tiếp, trí nhớ của cô cũng không có tệ đâu, đúng chứ? Cô, hầu cận duy nhất của tôi, cô biết phải làm gì chứ? Miệng Mila lắp bắp, là một người hầu trung thành, đúng, rất đúng, là một người hầu thật trung thành. Vì cô nói cô là người duy nhất sẽ chăm sóc tôi, điều này có nghĩa cô là một người hầu của tôi. Tôi sẽ dạy cô về nghĩa vụ và lòng trung thành mà một người hầu nên có. Mila quỳ dưới đất, Okuana bắt đầu nói, bài học đầu tiên, nghĩ về những việc xấu cô đã làm đi. Mila lắp bắp, bật lại tiểu thư và nói năng lỗ mãng, tôi đã làm sai những việc đó. Okuana khẽ cúi đầu xuống cười nhẹ. Cô đúng là ngu ngốc. Ngu ngốc sao? Không, không thể nào, cho đến bây giờ, mình chỉ nghe lệnh ngài quản gia thay vì tiểu thư, chẳng lẽ, cô ta tình cờ biết được gì đó, kể cả khi trí nhớ vẫn chưa phục hồi sao? Mila thầm nói, tôi xin lỗi vì chỉ nghe lời ngài quản gia thay vì tiểu thư. Okuana hỏi tiếp, có phải cô chỉ nhớ được chừng đó thôi sao? Lúc này tiếng nhịp đập tim của Mila còn to hơn trống làng. Okuana hỏi tiếp, vậy việc cô cố ăn cắp đồ của chủ nhân quá cố thì sao? Mila thành thật mà nghĩ bụng, lúc đó, trong quan tài, cô ta nghe thấy hết rồi sao? Cô ta đã nói rằng đã quên hết chuyện ở đám tang rồi kia mà. Okuana nói tiếp, sẽ có chuyện gì xảy ra nếu tôi tố cáo cô tội ăn cắp đây? Cô chưa từng nghĩ tới sao? Mila nhìn Okuana lắp bắp, nhà tù nơi giam giữ tội phạm trộm cắp rất đáng sợ đó, và nếu như không ai cung cấp thức ăn cho cô từ bên ngoài, cô sẽ bị bỏ đói trong nhiều ngày. Đừng mơ sẽ được ăn no ngủ kỹ như lúc cô sống ở đây đâu nhé. Cô sẽ phải làm bạn với đám rán, kiến, chuột mỗi ngày. Chà, mà nếu cô gặp một bạn tử đáng sợ, bị đánh đập là chuyện thường tình đó. Mila lúc này không biết phải nói sao, quay sang hỏi Okuana, làm thế nào mà cô biết tất cả mọi chuyện được chứ? Làm sao hả, cô muốn tận mắt nhìn xem những gì tôi nói có đúng không à? Cô có muốn tự mình trải nghiệm thử không? Mila hốt hoảng lắp bắp, không. Mila đến đây không ngữ được bình tĩnh nữa, ta khóc lóc ỉ ôi, dạ, thưa tiểu thư. Bố tôi mất sớm, tôi còn có mẹ già và em thơ còn cần tôi, nên làm ơn, xin hãy làm ơn cho tôi một cơ hội, được không? Okuana nhanh ý, tôi không muốn nghe những điều thừa thải như vậy nữa. Bất kể hoàn cảnh ra sao, việc cô làm việc xấu sẽ không hề thay đổi. Mila lúc này chỉ còn biết quỳ dưới đất, cắn rơm cắn cỏ xin bỏ qua, tha thứ, rồi cô ta hỏi, vậy thì, tôi nên làm gì? Tôi sẽ làm bất cứ việc gì tiểu thư nói. Okuana đáp lời, đừng chỉ nói suông như thế, mà hãy hành động đi. Dứt lời Okuana nói tiếp, đứng dậy và đưa tay ra đây. Mila thắc mắc, không hiểu tại sao lại đưa tay qua đó làm gì. Okuana lấy từ trong người một chiếc vòng lấy bên trong hệ thống, đưa về phía tay con Mila, cô ta đưa đón nhận. Những viên đá màu xanh tỏ ra ánh sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Okuana cảm thấy khó chịu, sau khi Ion biến mất dưới tầng hầm. Trong người cô cảm thấy bực bội vô cùng, chật, khó chịu thật. Đợi đến khi xong cái nhiệm vụ này, có là quỷ thần hay gì nữa, mình cũng sẽ xử hết bọn chúng. Okuana bỗng phát hiện ra điều bất thường. Một vầng sáng được phát ra, cô lẩm bẩm, cái gì kia? Rồi cô bước lại, cầm chiếc hộp lên xem, cô mở nắp ra xem thì phát hiện ra, đây chính là vị trí bí mật nơi những món đồ trang sức được giấu, cũng khá là buồn cười đấy nhỉ. Dù sao thì nhiêu đây cũng đủ dùng rồi. Okuana nói với Mila, tôi sẽ cho cô cái này. Mila thắc mắc, cho tôi ư? Sao vậy, thấy lạ khi được thưởng thay vì bị phạt à? Thật không may, đây không phải phần thưởng, tại sao tôi phải thưởng cho cô chứ, để làm đẹp hay gì? Mila lúc này vô cùng lo sợ. Không biết Okuana đang thực hiện âm mưu gì với mình. Okuana nói, nếu hành vi và thái độ của cô không thay đổi, tôi sẽ nói rằng chiếc khuyên tai này đã bị trộm mất, còn nếu từ hôm nay cô thay đổi, vậy thì nó sẽ là phần thưởng. Đừng nghĩ đến việc bán nó đi, nếu họ kiểm tra việc buôn bán của những đồ vật trộm cắp, cô sẽ bị bắt ngay lập tức. Cố mà giữ và chăm sóc nó đi nhé. Hiểu chưa Mila? Lúc này trong đầu Mila thắc mắc, thật không thể tin được, sao tiểu thư lại có thể thay đổi đột ngột như vậy được chứ? Nếu cô làm tốt việc của mình, tôi sẽ suy nghĩ đến việc đào tạo cô thành một trưởng hầu nữ và dạy chữ cho cô. Tôi sẽ khai phá tiềm năng của cô cũng cần tiền để mua đồ ăn và thuốc uống cho mẹ cô phải không? Mila lúc này lắp bắp, cảm thấy xúc động vì những lời mà Okuana nói, cô ta nhỏ nhẹ, không lẽ? Mila chột dạ hỏi, rốt cuộc cô là ai? Okuana ngạc nhiên hỏi lại, hả? Mila lắp bắp, không, ý tôi là, cô có vẻ rất khác. Okuana nghĩ bụng, khuôn mặt thanh thoát kia chắc chắn là của tiểu thư Ân, người vừa đến tuổi trưởng thành, nhưng tất cả từ giọng điệu, ánh mắt cho đến thái độ đều rất kỳ lạ, như một người khác vậy. Okuana thở dài nói, nghe này, tôi đã sử dụng thuốc khiến tôi hôn mê, trải qua cái chết có thể thay đổi một con người đấy, cô có hiểu không hả, và lý do khiến tôi có thể la hét với cô sao? Tôi xuất thân từ gia tộc hiệp sĩ đấy, tôi đã trải qua đào tạo từ bé. Tôi chỉ vận dụng những gì đã học thôi, vì tôi đã nói tận từng này rồi, cô nên hiểu đi nhé. Vâng, thưa tiểu thư. Dứt lời Okuana hét lớn, vậy thì nhanh chóng dọn tách trà bẩn thỉu này đi và lấy cái mới cho tôi, nói nhiều quá khiến cổ họng tôi đau rồi này. Vâng. Hiểu rồi ạ, nói rồi, Mila cong mông chạy xịt khói. Okuana đôi mắt đăm chiêu nhìn về hướng Mila chạy. Bỗng nhiên hệ thống vang lên thông báo. Người hầu của bạn ngưỡng mộ bạn, danh tiếng tăng thêm 10, tổng âm 90. Okuana tròn xoay mắt, ủa, cái gì đây, làm kiểu này cũng được sao? Nhưng chỉ tăng lên có 10 thôi sao? Cứ đà này thì đến khi nào mình mới đạt đủ danh tiếng đây? Liệu nó có tăng khi mình đi thảo phạt mấy cái ngục tối không nhỉ? Mình giỏi nhất là đi đánh chiếm ngục tối mà. Liệu điểm có tăng không nếu mình làm việc xấu? Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ của quỷ thần, nên tai tiếng cũng là một loại danh vọng mà. 2Z, nó chỉ mới tăng lên một xíu, nhờ mình làm việc xấu xong nó giảm, rắc rối thật chứ. Mila bước đến, ngài có cần gì nữa không, thưa tiểu thư? Em có nên massage chân cho ngài không? Tay nâng ly trà lên, miệng cô đáp, không, đủ rồi. À mà, em đã hoàn thành bài luyện viết hôm nay chưa? Dạ rồi, thưa tiểu thư, nhờ có tiểu thư, em đã học được cách viết. Cảm ơn tiểu thư. Okuana nói, được rồi, bao giờ cần ta sẽ gọi em, dạ vâng, em hiểu rồi. Mila bước ra, tiếng cửa phòng đóng lại, Okuana đôi mắt thẫn thờ nhìn về hướng Mila. Cô đưa tay gõ gõ nhẹ tờ giấy trên bàn và nghĩ bụng, việc dạy dỗ người hầu về cơ bản đã hoàn thành, bây giờ mình nên xem xét ứng cử viên hàng đầu, Brayden, trong số các lựa chọn để kết ấn, anh ta là phù hợp nhất. Mình cũng cần tìm lại thông tin tài khoản ngân hàng của mình. Được rồi, vậy thì trước mắt mình sẽ đi lấy thứ đó trước, cũng lâu rồi mới dùng đến nó, đó chính là cái quạt của mình. Phòng trường hợp khẩn cấp, mình đã gửi quạt dự phòng vào kho tiền bí mật, tại ngân hàng Shinjong ở thủ đô đế quốc, còn có cả ít tiền nữa. Mình phải đến ngân hàng một chuyến thôi. Dạ, thưa tiểu thư. Mila lúc này bê một khay đồ ăn nhẹ lên và nói, em đã mua vài món ăn nhẹ ở chợ. Vừa đặt xuống bàn, Mila quay qua hỏi Okuana, người định ra ngoài sao? Ừ, ta phải tìm một số đồ. Dứt lời Mila ngăn cản, tiểu thư ơi, tốt hơn hết là người không nên đi ra ngoài bây giờ. Okuana không hiểu, Mila nói tiếp, thật ra, ngài quản gia, ý em là, quản gia bảo em giám sát người cẩn thận, thưa tiểu thư. Okuana đập tay xuống bàn, miệng cô nói, đừng lo, ta không định đi vào ban ngày đâu. Mila thắc mắc, ngân hàng đóng cửa vào buổi tối mà nhỉ? Okuana cười nhạt, ta sẽ đi thật lặng lẽ. Và đó cũng chính là những gì mà tôi đã nói. Màn đêm buông xuống, ánh trăng hờ hững treo trên bầu trời. Ngoài trời, Okuana rón rén từng bước lọ mọ trong đêm tối thanh vắng, nhưng tất cả đi tong rồi. Nếu tôi biết là anh ta sẽ xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ không ra ngoài vào ban đêm. Người đó chính là thái tử Kieres Zeloidat, làm thế nào mà trong buổi ra ngoài đầu tiên mà mình đã gặp ngay thái tử Kieres chứ? Quay trở lại vài tiếng trước, ở cung điện, trên tay thái tử Kieres cầm chiếc quạt của Okuana, từng động tác lúc cụp lúc xòe chiếc quạt, khiến mọi người chú ý. Bất giác cố vấn trưởng Orun liếc nhìn chiếc quạt, và ông bất ngờ nhận ra, đây chính là chiếc quạt của Okuana. Rồi ông nghĩ, đã nửa năm từ khi kết thúc trận chiến xâm lược Mirim, nhưng vẫn còn rất nhiều tàn dư phải giải quyết. Là một anh hùng chiến tranh và là thái tử, bệ hạ phải có tinh thần trách nhiệm đặc biệt. Vũ khí của Okuana, người phụ nữ độc ác nhất công quốc Mirim, chỉ cần nhìn những việc cô ta làm cũng đủ hiểu. Bỗng từ đâu đó, đội trưởng lực lượng đặc biệt, Lemieux ló đầu ra, bệ hạ, dạo gần đây cứ ngồi ngẩn người ra. Ngài ấy cứ nhìn vào tài liệu về công quốc Mirim mãi. Bỗng nhiên cố vấn trưởng Orun giật bắn người hét lên, làm giật cả mình à, cậu phải tạo ra tiếng động khi đi lại chứ, đội trưởng Lemieux. Lemieux tươi cười ngại ngùng gãi đầu, a ha ha, xin lỗi, thói quen từ những ngày còn đi ám sát ấy mà. Rồi Orun nói tiếp, chẳng phải việc thái tử điện hạ căm ghét ác nữ Okuana là điều hiển nhiên sao, chắc ngài ấy chỉ đang nghĩ về lòng hận thù sâu sắc với công quốc, thông qua đồ vật của cô ta thôi. Thái tử Kieres lúc này vỗ vỗ cái quạt vào tay mình. Rồi ông mở lời. Thật nhàm chán khi người ấy đã biến mất. Ngó xem trong danh sách đen, mai chúng ta sẽ xử tử ai. Orun đáp lời, rõ. Cho đến gần đây, đế quốc vẫn nằm trong sự kìm kẹp của tể tướng, người đã lợi dụng vị hoàng đế già yếu bệnh tật. Đám quý tộc tâng bốc và hối lộ hắn ta. thường dân thì bị cướp bóc, và vị vua Bù nhìn bất lực chẳng thể cứu rỗi họ. Cùng với sự hỗ trợ từ công quốc Mirim, đồng thời, dưới sự chi phối của tên tể tướng, sự tham nhũng của giới quý tộc đế quốc cứ thế tràn qua biên giới, nơi mọi loại hình cờ bạc bất hợp pháp, buôn lậu và rửa tiền phát triển vô cùng mạnh mẽ. Nơi đó chính là công quốc Mirim. Đây là danh sách các quý tộc có liên can đến đủ loại tội ác trong công quốc, bắt đầu từ tên tể tướng. Cuốn sách này chính là bảng danh sách đen của thái tử. Lại kể về thái tử Kieres. Thái tử Kieres là người nắm quyền và lật đổ tể tướng. Ngay sau khi chinh phục công quốc Mirim, ngài ấy bắt đầu xóa sổ từng người trong danh sách đen. Hầu hết những người trong danh sách đen đều sẽ chết, điểm khác biệt duy nhất là ở chỗ hành quyết công khai hay bí mật thôi. Thái tử cầm danh sách đen lên xem qua một lượt, rồi thái tử thở dài, khi không có việc gì để làm, thì giết đám người này là việc tốt nhất nhỉ. Lúc này cố vấn trưởng Orun và đội trưởng Lemieux ngơ người nghĩ bụng, ngài thật sự định giết người chỉ vì chán thôi ư? Đội trưởng Lemieux hào hứng, tất nhiên, khi mà ngài buồn chán, làm việc là cách tốt nhất đó. Bệ hạ đúng là người tham công tiếc việc nhỉ. Khuôn mặt của cố vấn trưởng Orun lúc này biến sắc. Ông quay qua hét lên với đội trưởng Lemieux, cậu học những lời kỳ lạ như vậy từ đâu thế hả? Lemieux nhìn ông đáp, ủa, bộ ông không buồn cười sao? Bỗng tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài là chấn động cả trong phòng. Một tên lính mặc chiếc áo choàng trắng mở cửa chạy vào hốt hoảng, báo cáo, những kẻ ở ngân hàng Shinjong đã cắn câu, đám quý tộc sáng lập nên chỗ đó đang tụ họp lại một chỗ. Thái tử Kieres nở một nụ cười nham hiểm, ha ha, rất tốt, con mồi chúng ta chờ đợi đã rơi vào bẫy rồi. Đi thôi, sẽ là một chuyến săn thú vị trong lúc buồn chán đấy. Cùng lúc đó, tại ngân hàng Shinjong, những người không biết sẽ nghĩ đây chỉ là một ngân hàng bình thường. Tuy nhiên, ngân hàng đế quốc Shinjong là nơi các quý tộc rửa tiền kiếm được một cách bất hợp pháp từ công quốc Mirim. Quy mô của ngân hàng này rất lớn, tất cả quỹ của các thế lực tham nhũng trong nước đều đi qua đây. Và là nơi quản lý tiền bẩn nên nổi tiếng là an ninh nghiêm ngặt. Mình đến đây vì dịch vụ kho tiền bí mật mà ngân hàng Shinjong luôn tự hào. Okuana gõ nhẹ vào cánh cửa, chiếc két sắt bảo vệ được mở ra, quý khách vui lòng nhập mật khẩu kho bí mật của mình. Nếu bạn nhập sai dù chỉ một lần, kho sẽ đóng lại ngay lập tức. Linh hồn ma thuật canh giữ căn hầm vẫn còn đó. Linh hồn ma thuật chỉ tuân theo nguyên tắc, vì vậy nếu mình nhập sai mật khẩu, sẽ không bao giờ mở được kho tiền. Đó là một mật khẩu phức tạp nên mình cần phải tập trung hết sức. Sau khi cô nhập mật khẩu, màn hình hiện lên đỏ chót. Tiếng lạch cạch từ chiếc tủ vang lên khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Rồi bỗng nhiên một vầng sáng chói rọi chiếu vào, một âm thanh chào đón, thưa quý khách, tôi sẽ dẫn bạn tới hầm. Bên trong căn hầm, những chiếc cân tiểu ly được bày biện rất ngăn nắp. Okuana bước đến một dãy tủ rồi bấm dãy số trên bảng, tiếng sẹt sẹt vang lên. Cửa tủ chợt mở, một chiếc quạt từ bên trong tủ hiện lên. Okuana vui mừng, quạt của mình đây sao? Trên chiếc quạt có những con bướm màu vàng. Okuana vui vẻ, những con bướm của mình, chúng vẫn còn sống và khỏe mạnh. Những con bướm mà tôi đã tự tay tạo ra, bằng phép thuật của mình ở kiếp trước. Những con bướm di chuyển như thể tay chân của tôi, và giúp đỡ tôi rất nhiều việc. Tôi đã nghĩ đàn bướm có thể không nhận ra tôi vì cơ thể tôi đã thay đổi. Okuana khẽ đưa tay chạm vào một con bướm, ngoan lắm. Mấy đứa rất vâng lời, còn ai ngoài ta là chủ nhân của mấy đứa nữa, đúng không nào? Có thể vì cùng một linh hồn nên đàn bướm vẫn nhận ra tôi. Cô nhìn thấy một túi đựng tiền, nhưng nhìn có vẻ nhẹ tênh. Cô nghĩ, không phải chứ, bọn chúng dám cướp hết tiền thưởng của mình sao? Tôi đã trải qua quá nhiều khó khăn ở kiếp trước, và rồi bọn họ lấy đi hết sạch mọi thứ mà tôi đã tìm được trong ngục tối, và tôi, người bị bỏ lại cho đến chết, với một tước vị trống rỗng và thậm chí không có một ngôi nhà. Rồi cô siết chặt chiếc túi trong tay lẩm bẩm, cái lũ công quốc Mirim chết tiệt đó, chúng còn đánh thuế mình rất cao nữa. Những con bướm vàng vẫn bay lượn, ánh vàng rực rỡ tỏa ra từ cơ thể nó trông vô cùng đẹp mắt. Okuana bỗng nhiên khựng lại, cô phát hiện ra sự chuyển động của những con bướm này. Sao thế, em nghe thấy gì sao? Dứt lời Okuana ngước nhìn lên phía trên, rồi cô hỏi, có phải từ trên đó không, linh hồn ma thuật, có gì phía trên hầm vậy? Phía trên kho tiền này là phòng VIP, à, đúng rồi. Okuana khẽ cười. Nếu là âm thanh phát ra từ phòng VIP thì có thể sẽ có thông tin hữu ích. Đến đây cô nói, các em, lâu rồi mới có việc để làm. Hãy đi thăm dò các âm thanh đó đi. Dứt lời đàn bướm ngoan ngoãn bay đi theo hướng phát ra âm thanh. Hãy làm điều đó với gia tộc Medina. Trong thời gian này, không có gì đáng ngạc nhiên khi cô nàng ngốc nghếch của nhà đó lại gây rắc rối. Ngay cả khi cô ta bị đối xử như vậy, cũng chẳng ai nghi ngờ đâu. Rồi cô nghĩ bụng, Medina, đó là gia đình của Ân, chủ nhân cơ thể này. Vậy, liệu chúng ta đổ hết mọi tội lỗi lên gia tộc đó, có ổn không? Đây là một âm mưu. Chuyển cảnh đến ngân hàng Shinjong. Ngân hàng Shinjong là một sự sáng tạo chung của các quý tộc đế quốc, những người cần rửa tiền từ các hoạt động kiếm lời phi pháp của chúng tại công quốc Mirim, trong khi công quốc Mirim mong muốn tiếp tục hợp tác để dòng vốn của họ luôn luôn chảy vào. Các pháp sư của công quốc Mirim được huy động để xây dựng nên kết giới bảo mật, và tôi là một trong số đó. Okuana phất nhẹ cái quạt lên, cô nghĩ bụng, điều đó có nghĩa là tôi nắm rõ cấu trúc của tòa nhà này. Những người này đang có ý định nhắm tới gia tộc Medina sao? Đây là gia đình mà tôi sẽ thuộc về từ bây giờ, Vì vậy, tôi không thể bỏ qua cho chúng dễ dàng được. Thật là, có vẻ như mình sẽ phải tái xuất giang hồ rồi. Bỗng tiếng giày nện xuống nền nhà với âm thanh chắc nịch, cộp, cộp, cộp. Okuana hé cửa nhìn vào bên trong căn phòng. Đảo qua một lượt khắp phòng, cô nghĩ, âm thanh đang rất gần. Mình đã đến đúng nơi. Tiếng ly chúc tụng cụng vào nhau, rồi những âm thanh vang lên, chúc mừng hội nghị, những người sáng lập ngân hàng Shinjong của chúng ta. Một người đàn ông, nhìn bề ngoài thì có vẻ như là người lãnh đạo của tổ chức này, ông ta nói, mọi chuyện đang rất thuận lợi, thái tử Kieres nói rằng ngày ấy sẽ tha thứ cho chúng ta. Cô gái áo xanh ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào hắn và nói, có rất nhiều quý tộc sử dụng ngân hàng này, liệu hắn ta có dám động đến chúng ta không? Suy cho cùng thì hắn ta cũng chỉ là một kẻ non nớt mà thôi, và thành thật mà nói. Chàng trai tóc tím nói chen ngang, chúng ta vẫn chưa phạm tội lớn đến thế phải không? Chẳng ai dám bàn tán về việc tận hưởng chút niềm vui ở công quốc Mirim đâu, ngay cả việc giết một vài người cũng chẳng phải là vấn đề lớn ở đó. Nghĩ mà xem, chúng ta đã giúp họ loại bỏ đám rác rưởi của công quốc mà họ vô cùng ghét bỏ, thái tử còn phải biết ơn chúng ta đấy chứ. Lúc này, bên trong là những câu nói cười đùa khúc khích, những câu chế giễu, cười cợt, một bước chân lặng lẽ bước vào, cô nhận ra ở đây, tất cả những gương mặt thân quen. Trong bóng tối, ánh mắt căm hận, tôi nhớ rõ khuôn mặt của họ. Một cuộc thi tàn khốc, nơi họ thả dã thú và quái vật vào một bãi săn khổng lồ, và ném một người vào để chiến đấu với chúng, đó chính là đấu trường chết chóc. Cô nhớ lại, khi đó, một mình bị ném vào bãi săn, cô cũng run rẩy, sợ hãi, trong khi đó, tôi vốn là một đấu sĩ đã tạo dựng được tên tuổi của mình trong đấu trường chết chóc. Tuy nhiên, chỉ vài trong số hàng trăm người, trong đó có tôi, sống sót sau đấu trường. Và bọn chúng chính là những kẻ vỗ tay và cười cợt từ hàng đầu của dãy ghế VIP, họ kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách thông đồng với công quốc Mirim. Cũng chính là chủ nhân của trò chơi tàn bạo đó. Nhìn bọn tội phạm này sống tự do khiến tôi sôi máu. Cô siết chặt bàn tay, uất hận mà nghĩ, chẳng lẽ Kieres đã chinh phục công quốc Mirim, và để bọn cặn bã đó sống yên ổn sao? Thái tử đang thỏa hiệp với đám quý tộc tham nhũng ư? Công quốc Mirim là một đám rác rưởi, nhưng những quý tộc hoàng gia đó cũng không khá hơn. Đôi mắt tức giận, hai hàm răng mím chặt vào nhau, mình nên xử chúng như thế nào đây? Trong đám bọn họ, những âm thanh bàn tán lại tiếp tục vang lên, dù sao thì theo thái tử. Nếu một người trong chúng ta thú nhận là người chủ trì đấu trường chết chóc đó, những thành viên còn lại trong hội, những người sáng lập ngân hàng Shinjong, sẽ được tha thứ, phải không? Nếu nói như vậy, ai sẽ tình nguyện thú nhận rằng, bản thân là người tổ chức đấu trường ở công quốc Mirim? Ba người lúc này ngồi im như thóc, không ai hé răng nửa lời, ánh mắt chỉ đổ dồn vào đĩa thức ăn trước mặt. Dứt lời, tên tóc tím bỗng nhiên cười lớn. Rồi hắn gãi vào má mà nói, chỉ cần đẩy việc đó cho người thấp kém, hoặc một người họ hàng nghèo, chúng ta không cần phải vắt óc làm gì cho mệt. Thay vào đó, đổ lỗi cho gia tộc Medina thì sao, con trai lớn của họ, thiếu chủ của gia tộc đó, đã theo đuôi chúng ta được một thời gian rồi. Nghe đến đây, Okuana nghĩ bụng, có vẻ như cậu thiếu gia đó đã tham gia vào hội nghị này, nếu việc này thất bại, mình có lẽ sẽ vướng vào mớ rắc rối này. Cầm ly rượu sóng sánh trên tay, hắn nhẹ nhàng lắc nhẹ, đúng rồi, người ta nói con nhỏ ngốc nghếch của nhà đó, lại làm điều gì đó kỳ lạ, gì chứ, một đám tang giả ư, chật, trong khi thái tử đang muốn thanh trừng đám quý tộc, thì con nhỏ đó lại bày trò điên khùng. Bỗng nhiên từ phía cửa, có phát ra âm thanh lạch cạch, bên trong giọng nói vẫn thao thao bất tuyệt, dù sao thì, nếu đổ hết tội lỗi lên đầu gia tộc đó thì sẽ chẳng ai nghi ngờ cả. Dứt lời, cánh cửa phòng mở toang, gió lớn kèm theo những chiếc lá cây xào xạc bay vào căn phòng. Okuana vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Giọng nói thất thanh của tên lính, thưa bệ hạ. Sao thế, tiếp tục đi, tiếng bước chân tiến đến gần, rồi thái tử bước vào, dáng vẻ uy nghiêm, oai hùng, các người định chọn ai để hy sinh vậy? Vừa nhìn thấy thái tử, tên nào tên ấy sợ hãi đến tè ra quần, vội vàng cúi rạp đầu xuống đất, miệng lắp bắp, thưa thái tử điện hạ. Tại sao người lại đến đây ạ? Chúng tôi tập hợp ở đây để thực hiện mệnh lệnh của ngài. Cô gái lúc này kéo váy đứng dậy, đúng rồi, với nghĩa vụ là thân tín của ngài, để giảm bớt mối lo âu cho thái tử, chúng tôi đang cố tìm ra kẻ đã tổ chức đấu trường. Thái tử đáp, ta lo lắng về chuyện đó ư? Mặt cô gái lúc này sượng chân khi nghe thái tử nói tiếp, ta không biết ngươi đang nói về điều gì cả. Dứt lời, tên đội trưởng Lemieux bước lên, thưa bệ hạ, người có nghe thấy những điều vô nghĩa mà đám người đó đã làm nhảm trước đó không? Họ bảo rằng, chỉ cần dâng lên một kẻ thay thế, ngài sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của bọn họ, có đúng là bệ hạ đã thương lượng một thỏa thuận vô lý như vậy không ta? Okuana nghĩ bụng, đã lâu rồi mình mới nhìn thấy khuôn mặt đó, tên hắn hình như là Lemieux phải không nhỉ? Kieres có hai người hầu trung thành, được gọi là cảnh khuyển. Một người là gia khuyển, trợ lý chiến lược, Orun, với biệt danh là chó giữ nhà, người còn lại là một dã khuyển hung dữ, với biệt danh là chó săn. Một thân tín tận tụy, Lemieux, cũng điên rồ không kém Kieres. Mang theo cả hai người, bọn họ định lật tung chỗ này lên hay gì? Tôi nhất định phải cẩn thận để không bị bắt. Thưa bệ hạ. Nghe đến đây cô nàng áo xanh hét lớn, những gì người nói hôm nay, khác hẳn với khi đó, sao đột nhiên? Orun quay sang hỏi, ý của cô là ngài ấy đang nói dối phải không? Dứt lời, thái tử cau mày, đủ rồi. Họ đang tập hợp để thực hiện mệnh lệnh của ta, chẳng phải đây là điều tốt sao? Có lẽ, họ nghĩ ta chưa đủ chín chắn, để đưa ra quyết định sáng suốt. Cô nàng áo xanh thấy thái tử nói vậy thì nghĩ bụng, phản ứng của thái tử có vẻ không đến nỗi tệ, rồi cô ta nói tiếp, vậy nên, ngài sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho tôi như đã hứa, đúng không? Thái tử thở dài một tiếng rồi nói, tuy nhiên, thật khó để tha thứ cho tất cả những điều ác độc mà các ngươi đã làm ở công quốc, nét mặt lạnh lùng, một nụ cười man dợ. Rồi một giọng nói vang lên khiến tất cả đứng hình, tim muốn bay ra khỏi lồng ngực, giết chúng đi. Rồi thái tử quay lưng đi kèm theo một câu nói, xin hẹn kiếp sau. Dứt lời cũng là lúc lưỡi kiếm của đội trưởng Le Bin thực thi nhiệm vụ, những âm thanh kêu gào đau đớn, những lời van xin nghe thật thảm thiết. Okuana chứng kiến cảnh này, cô nghĩ bụng, thật là kinh khủng. Chỉ một câu nói mà bọn họ bị giết chết ngay lập tức. Okuana từng bước nhẹ nhàng bước về phía trước. Rồi cô nghĩ bụng, thì anh ta đúng là kiểu người như vậy. Sao có thể thỏa hiệp với lũ tham nhũng như chúng chứ? Lần này tuyệt đối không được nhúng tay vào, mình phải tránh xa mớ hỗn độn đó. Nói rồi cô quay lưng bước đi. Bỗng nhiên thái tử quay ngoắt lại, không hiểu có chuyện gì, giọng của cố vấn trưởng Orun vang lên, thưa bệ hạ, tại sao ngài lại làm đến mức này chứ? Thái tử khẽ suýt một tiếng, bởi vì anh ta đã nghe được tiếng động từ đâu đó. Rồi thái tử hắn nghĩ, có vẻ như đã có một con chuột đã lẻn vào đây. Okuana đứng phía sau bức tường, đôi mắt không chút sợ hãi. Thái tử kia dường như đã phát hiện ra điều gì đó, hắn chăm chú nhìn về hướng bức tường trước mặt. Thái tử kia khẽ vươn tay với về phía bức tường rồi nói, nó được ngụy trang thành một bức tường, nhưng thật ra là một cánh cửa bí mật. Phía bên trong, Okuana vô cùng lo lắng, có lẽ cô sẽ bị phát hiện, rồi sẽ bị xử, nghĩ đến đây cô thốt lên, ôi chúa ơi, mình nên làm gì đây? Cô cầm chiếc quạt trên tay rồi nghĩ bụng, cũng chẳng còn cách nào khác, đành chơi liều vậy. Những con bướm này, chắc chắn họ sẽ nhận ra mình, cứ chạy đã rồi tính sau. Dứt lời, hàng ngàn con bướm vàng bay lượn tung tăng, khiến thái tử vô cùng ngạc nhiên. Rồi hắn ta nghĩ bụng, những con bướm này, chỉ có một người duy nhất trên toàn thế giới từng sử dụng nó. Những con bướm tỏa ra ánh sáng vàng. Đó chính là Okuana. Tại sao tự nhiên những con bướm này lại xuất hiện ở đây chứ? Dứt lời thái tử đưa bàn tay khẽ chạm vào con bướm vàng. Dường như lúc này thái tử đang có rất nhiều thắc mắc về những con bướm này. Đột nhiên, những con bướm vàng tự nhiên biến mất trước mặt. Thái tử Kieres thốt lên, mình nhìn nhầm sao? Bỗng từ đâu đó một tiếng hét lớn rung trời, Kieres. Thái tử quay lại, liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tên cầm đầu tổ chức trên tay cầm con dao sáng quát, phi tới như điên như dại về phía thái tử, miệng không ngừng nói, đi chết đi thái tử. Không một chút sợ hãi, bản lĩnh của thái tử khiến tên kia phải sợ hãi, đôi mắt như vô hồn. Mũi dao từ từ đâm xuống đầu thái tử nhếch miệng cười hỏi, lại gì nữa đây? Dứt lời, một động tác nhẹ nhàng né ra, khiến tên kia vô cùng hốt hoảng mà thốt lên, hả? Rồi thái tử chửi hắn, cái thứ rác rưởi chết tiệt này. Vừa nói thái tử vừa tung cước vào bụng hắn, khiến hắn bay xa trăm mét, mặt tái nhợt, kêu la thảm thiết trên mặt đất. Thái tử bước đến dẫm chân lên ngực hắn rồi nói, có vẻ như ngươi có rất nhiều điều muốn nói nhỉ? Nói đi, ta rất muốn nghe ngươi nói đấy. Lúc này, bị dẫm lên người, hắn vô cùng khó chịu. Miệng vừa rên vừa nói, tôi chỉ giết vài tên khốn thôi mà, tại sao, tôi là thành viên của một trong 10 gia tộc hàng đầu của đế quốc. Ngươi cảm thấy mình không đáng để bị giết, chỉ vì đã giết vài người sao? Đối với ta, ngươi cũng chỉ là một tên khốn, nên việc giết ngươi chả là cái thá gì cả. Dứt lời, thái tử buông một lời, dứt lời cũng là lúc hắn về theo ông bà. Bên này, sau khi chứng kiến cảnh tàn sát trong ngân hàng, phía bên ngoài ngân hàng lúc này vô cùng bình yên. Bước chân Okuana chạy như bay thoát khỏi ngân hàng. Sau khi rời khỏi, cô thở hồng hộc rồi từ từ bình tĩnh lại. Cô đứng lại trong giây lát, nhìn ngó xung quanh một lượt. Một chiếc xe ngựa đột nhiên dừng trước mặt cô. Cô nhoẻn miệng cười, số mình vẫn chưa tận đâu. Dứt lời, cô bước lên xe ngựa, rồi cô nói với người đánh xe ngựa, được rồi, chúng ta khởi hành thôi nào, tôi nhớ, có nhiều hơn một hành khách mà thưa cô, nếu anh rời đi ngay lập tức, tôi sẽ tăng gấp đôi thù lao và gấp đôi cả tiền boa. Vậy tiểu thư đây muốn đi đâu? Hiệu quả, nhanh chóng và dễ dàng, biện pháp kinh tế vẫn là tuyệt nhất, dù sao thì tôi cũng đã trốn thoát an toàn mà không bị thái tử phát hiện. Nếu tôi bị bắt tại trận ngay lúc đó, tôi sẽ bị xử tử ngay lập tức, hơn nữa, những kẻ đó còn nhắc đến gia tộc Medina, tôi cần phải cẩn thận hơn nữa trong thời gian sắp tới. Chuyển cảnh đến cung điện hoàng gia, thái tử kia đang ngồi với dáng vẻ lạnh lùng, nét mặt vô cùng căng thẳng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một hướng không chút cảm xúc. Tôi chắc chắn, đó là những con bướm của cô ấy. Tôi đã phát điên rồi sao? Cuộc sống này nó như vậy sao, tôi phải làm như thế nào mới đúng cơ chứ?